Xin chào các em. Và tiếp theo thì cô và các em sẽ cùng nhau đến với câu số 2 trong 166 sách giáo khoa hóa học lớp 12 ban cơ bản. Đề bài câu số 2 như sau: khi cho 100g hợp kim gồm có sắt, chrome và nhôm tác dụng với lượng dư dung dịch natri hydroxit thì thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch axit chlorhydric HCl thì thu được 38,08 lít khí. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Bài yêu cầu các em hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim. Các em xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại các em ạ. Đó. Rồi để cho máy hết dung nhá. Ok, thế thì cách làm coi như sau. Thì ở đây các em thấy là chúng ta đang có 3 kim loại, đúng không nào? Thì đầu tiên các em thấy thí nghiệm 1 là cho phản ứng với dung dịch natri hydroxit. Thì các em nhớ lại cho cô là kim loại nào thì có khả năng tác dụng với dung dịch kiềm. Thì đó chính là kim loại nhôm, đặc biệt được chưa nào? Thế thì ở đây chỉ có nhôm phản ứng với NaOH sinh ra khí thôi. Vậy thì em viết phương trình ra, từ mol khí ở đây chúng ta sẽ tìm được mol nhôm, được chưa nào? Thì biết nhôm rồi thì em sẽ tìm được tổng khối lượng của sắt và chrome, được chưa? Đặt mol sắt là X, mol chrome là Y. Vậy một phương trình đầu tiên là tổng khối lượng. Thứ hai, cái phần rắn không tan này chính là sắt và chrome không tan trong NaOH thì còn lại ở đây, được chưa? Thế thì cho hai thằng này đi phản ứng axit chlorhydric thì cả hai chất đều trước hiđro nên đều phản ứng. Thể tích khí thu được biết rồi. Vậy có một phương trình nữa giải hệ là ra được mỗi kim loại như thế nào. Đó, thì bây giờ cô sẽ làm chi tiết cùng các em nhé. Đầu tiên thí nghiệm 1. Đây cô gọi là thí nghiệm 1. Đây là thí nghiệm 2 đi. Đó, thí nghiệm 1 thì chỉ có nhôm phản ứng với NaOH thôi, tạo thành muối natri alumiat và giải phóng khí hiđro. Kim loại mà cộng với axit hoặc cộng với kiềm thì các em nhớ mẹo hệ số của H2 thường sẽ là bằng hóa trị trên 2 các em nhé. Để mình làm nhanh, cân bằng nó nhanh, được chưa? Hóa trị trên 2, nhôm hóa trị 3, vậy hệ số của H2 là 3/2, được chưa? Thế thì ở đây cô tìm được mol H2 ở đây là bao nhiêu? Đây này. H2 chỗ này tìm được này. Ở đây số mol H2 cho thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn rồi, vậy mol sẽ bằng V chia cho 22,4, được chưa? 6,72 chia cho 22,4 cô được bằng 0,3 mol. Đó, cô điền đây 0,3. Vậy từ đây cô tìm được mol nhôm rồi các em ạ. Vậy đây có mol nhôm của cô sẽ là, đây nha, cô viết rõ nha, mol nhôm sẽ là bằng 0,3 nhân chéo là nhân 1, được chưa? Chia ngang 0,3 nhân 1 chia ngang là chia 3/2. Đó, vậy cô được bằng 0,12 mol. Ok chưa? Đó, xong nhôm rồi nhá. Tiếp theo nè, đây cô suy ra m nhôm. M con thì bằng số mol nhân m lớn là 0,2 nhân 27 thì bằng 5,4 gam. Được chưa? Thế thì thật ra ở đây là cô tìm được phần trăm khối lượng nhôm luôn này. Mình đang cần tìm phần trăm khối lượng mỗi kim loại mà. Vậy đây xong một thằng rồi này. Phần trăm khối lượng nhôm sẽ bằng khối lượng của nhôm chia khối lượng hỗn hợp, được chưa, nhân 100%. Thì cô được là bằng bao nhiêu? 5,4%, ok chưa? Đó, vậy xong nhôm rồi, giải quyết xong nhôm rồi nhá. Đến thí nghiệm 2. Thí nghiệm 2 bây giờ là sắt và chrome phản ứng với HCl này. Thì sắt phản ứng với axit chlorhydric thu được sắt 2 clorua H2. Chrome cũng HCl, ở đây cũng đun nóng đấy. Chuẩn về đun nóng đấy. Chrome 2 clorua và giải phóng khí hiđro. Được chưa? Thế thì ở đây cô đặt mol của sắt là X này, Y này. Được chưa? Chúng ta đang biết tổng thể tích H2 thu được là 30,08, vậy cô suy ra mol của H2 đây là X. Mol H2 thu được ở đây là Y nhân 1 chia Y cũng là Y. Quên, Y nhân 1 chia 1 thì cũng vẫn là Y, được chưa? Mol. Đó. Thế thì ở đây cô sẽ có những phương trình sau này. Bây giờ cô có khối lượng sắt cộng khối lượng chrome cộng khối lượng nhôm thì theo đề bài là bài cho là 100g, đúng chưa các em? Vậy ở đây khối lượng nhôm cô biết rồi, vậy cô suy ra m sắt cộng m chrome sẽ bằng khối lượng 100 trừ đi m nhôm là bằng 5,4. Đó, thì cô được bằng 94,6. Ok chưa?
Rồi, tiếp theo phương trình 2 chính là tổng H2 các em ạ. Ở đây thì bài cho biết tổng thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là bằng 30,08 rồi. Vậy cô bằng V chia cho 2,4 này. 30,08 chia 2,4 thì bằng bao nhiêu đây? Cô được, ôi dồi, bị hơi lẻ à. 30,08. Chết rồi, cô viết nhầm đề em ạ. 38,08 đó, sorry anh em. Đó, hẳn là số xấu. 38,08 nhá. Thấy chưa? Chia 2,4 này thì cô được bằng 1,7 mol em ạ. Đó. Thế thì bây giờ cô sẽ có phương trình sau. Thứ nhất cô sẽ có này. Các em đừng nhầm nhá, không được ghi là x bằng 1,7 rồi y bằng 1,7 là sai đấy. Phải hiểu 1,7 là tổng tổng mol H2 thu được ở cả hai phương trình, được chưa? Vậy bây giờ cô sẽ có là gì nào? X cộng y bằng 1,7 này. Tổng mol H2 thu được cộng 1,7, được chưa? Khối lượng sắt thì sẽ là bằng mol sắt là x nhân m lớn là 56x. Cộng khối lượng crom thì crom bao nhiêu các em nhỉ? Crom có khối lượng mol nguyên tử là 52, được chưa? Vậy cô có là 52 nhân mol của crom là y thì bằng là 94,6. Ở đây cô giải thì được x và y. Bấm nhá, bạn nào quên gì này. 151 này. 1 bằng 1,7 này. Tiếp hệ số x 56 này. 52 này. 94,6 này. Cô được 1,55, 1,5, 1,55. Và 0,15. Đó. Vậy từ đây nhá. Cô hãy suy ra m sắt thì bằng 1,55 nhân 56. Còn bao nhiêu đây? Cô được là bằng 86,8 gram các em ạ. Đó, vậy từ đây cô sẽ tìm được phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp. Được chưa? Thì bằng m sắt chia cho m hỗn hợp nhân 100%. Thay số vào cô sẽ được bằng 86,8 chia 100 nhân 100% thì cô được bằng 86,8%. Đó, từ đây thì cô suy ra luôn phần trăm khối lượng của crom thì sẽ bằng lấy 100% trừ đi phần trăm khối lượng của hai thằng kia thôi, trừ đi của nhôm là 5,4%, trừ đi sắt là 86,8%, được chưa? Thì cô được crom là bằng 7,8%.